So sánh xương tùng của ngày hôm qua và của hiện tại, tấm chiếu từng trải nó phải khác. Hồi còn là tấm chiếu chưa từng trải. Lúc đã trải nát kinh nghiệm đầy mình. Bây giờ muốn tôi đi xuống hay là muốn leo hết lên đây luôn đây? Cái gì ạ? Tôi nghe chưa rõ lắm này. Muốn tôi đi xuống hay là muốn leo lên đây? Ai muốn leo lên đây? Rồi sập hết sân khấu người ta. Gì mà tham lam quá vậy? Sân khấu người ta dành cho cùng lắm là 20-30 người đây thôi. Còn hôm nay Hà Nội đông ngút trời thế này thì sân khấu nào mà chịu nổi? Nói về các ca sĩ có fan chan đỉnh nhất nhì VBiz, không thể không kể đến Sơn Tùng MTV. Nhưng để có được những fan chan đỉnh như vậy cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài xây dựng. Hai em đi đâu ấy? Hẹn gặp lại nhá. Bye bye. Và đương nhiên thời gian đầu ai cũng là tấm chiếu mới và sẽ có những dại dột mà bây giờ chắc nhắc đến chỉ có nước ngồi cười, chứ quá khứ sao có thể giấu giếm. Như Sơn Tùng thời mới đi hát, hẳn là chủ tịch đâu có nghĩ rằng mình có lượng fan đông đảo đến vậy. Thế là trong một buổi biểu diễn, anh chàng trong màn giao lưu với khán giả đã mời mọi người lên sân khấu, nào là mọi người có thể lên đây được không ạ? Thì y như rằng một giây sau, khán giả mạnh mẽ tràn lên sân khấu, khiến lực lượng an ninh trở tay không kịp. Chắc là các anh vẫn tưởng rằng chỉ đùa thôi, chứ ai lên thật đâu. Nhưng người tính sao bằng trời tính. Khi khán giả cùng nhau tiến lên, Sơn Tùng chỉ kịp nói ấy đứng đây thôi. Nhưng lên đến đây rồi sao mà đứng lại được, ai cũng muốn chạm được vào thần tượng mà. Khi khán giả trèo lên được sân khấu thì anh chàng chỉ biết la thất thanh rồi bỏ chạy mất dép. Lúc này trên sân khấu thật phức tạp, nhạc thì cứ vang lên Em Của Ngày Hôm Qua, mà ca sĩ thì mất tích, khán giả thì nhiệt tình đuổi theo, đội an ninh bất lực. Còn Sơn Tùng của hiện tại khác nhiều rồi, kinh nghiệm trải đầy mình, hỏi nhẹ nhàng thôi. Bây giờ muốn tôi đi xuống hay là muốn leo hết lên đây luôn đây? Cái gì ạ? Tôi nghe chưa rõ lắm này. Muốn tôi đi xuống hay là muốn leo lên đây? Ai muốn leo lên đây? Nhưng anh giờ khác xưa rồi, đâu có dễ dụ nữa. Sơn Tùng dí dỏm đáp rằng sập hết sân khấu người ta, rồi ngụy biện với lý do rằng sân khấu chỉ chứa được 20-30 người thôi, ùa lên hết sao sân khấu chịu nổi. Nhưng thực ra anh chàng hẳn còn ám ảnh cảnh tượng năm nào nên đã quay xe như vậy. Sập hết sân khấu người ta. Gì mà tham lam quá vậy? Sân khấu người ta dành cho cùng lắm là 20-30 người đây thôi. Còn hôm nay Hà Nội đông ngút trời thế này thì sân khấu nào mà chịu nổi? Thôi thì tất cả mọi người không lên đây được thì tôi sẽ đi xuống với mọi người vậy. Cũng bởi vì sức hút quá lớn nên ngoài khi lên sân khấu biểu diễn có đội an ninh theo sát, thì trong các sự kiện, mỗi khi xuất hiện, chủ tịch đều có lực lượng bảo vệ hùng hậu. Tuy vậy, anh chàng cũng không hề xa cách với khán giả. Tuy làm sẽ cực các anh bảo vệ một chút, nhưng Sơn Tùng mỗi lần biểu diễn đều dành thời gian xuống giao lưu với khán giả. Tuy vậy, cũng có vài lần đi diễn tỉnh, anh bị fan cuồng đập cửa kính xe, giành giật, cào cấu đến mức mất hết phụ kiện và chảy máu tay. Nhiều lần giọng ca trẻ bày tỏ mong muốn các fan cư xử văn minh, bình tĩnh. Tuy nhiên, có lẽ vì mong muốn bày tỏ tình yêu với thần tượng, nhất là trong tình huống ít có cơ hội gặp mặt, thì sự cuồng nhiệt khó lòng kiềm chế. Bởi thế, không riêng Sơn Tùng, tình trạng fan đeo bám khiến thần tượng khó lòng thoát thân trong các sự kiện xuất hiện liên tục thời gian qua. Thế nhưng cũng có những fan văn minh khiến Sơn Tùng tan chảy. 1 Cho anh chú vớ được không? Happy birthday, yeah! Bạn cảm thấy sao về Sơn Tùng thời chiếu mới trải và hiện tại? Hãy cùng chia sẻ nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!